Một món ngon siêu tiện, siêu dễ cho các dreamer bổ sung dinh dưỡng đây. Bò nấu khoai lang nghiền, ăn là ghiền nha. Nguyên liệu chính gồm nạc bò, khoai lang Nhật và bánh gạo lứt. Cụ thể hơn mình ghi trong phần mô tả nhé. Bò cắt khối vừa ăn, ướp với tiêu và 2 muỗng gia vị bò kho rồi để sang một bên cho thấm. Khoai lang Nhật mình đã hấp ké trong nồi cơm của nhà rồi, bây giờ mình luộc bông cải xanh thôi. Trong lúc chờ bông cải xanh chín thì mình tranh thủ nghiền khoai lang ra cho mịn nè. Bạn dùng cái chày đâm tiêu nghiền khoai cũng nhanh hơn đó. Bông cải xanh chín thì vớt ra, rồi nêm vào khoai lang đã nghiền, 1 muỗng gia vị bò kho và 2/3 chén nước. Khuấy nhẹ hỗn hợp lần nữa để khoai và gia vị tan đều nhé. Kế tiếp phi thơm tỏi băm, đổ thịt bò vào xào với lửa vừa cho bò sang lại rồi mới tiếp tục đổ hành tây và cà rốt đã cắt nhỏ vào nè. Bạn nào thích ăn hành tây giòn thì đổ vào sau cùng nhé. Cuối cùng đổ hỗn hợp khoai lang nghiền lúc nãy vào chảo, khuấy đều để mọi thứ hòa vào nhau. Đợi chút cho nước sôi lên thì bỏ khoảng 2-3 bánh gạo lứt vào. Nào đến khi nào thấy bánh gạo lứt tan ra làm hỗn hợp sệt lại là xong rồi đó. Bánh gạo lứt kết hợp cùng khoai lang làm cho món bò thơm mềm, ngọt ngọt bùi bùi. Ăn một cái là muốn rụng rời tay chân.